Sáng 20 tháng 7, Hội Nông dân Phường Cẩm Châu tổ chức ra mắt mô hình cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu tại khu phố Sơn Phô 2, nhằm tạo khí thế động lực mạnh mẽ trong hội viên nông dân cùng chung sức góp phần xây dựng Cẩm Châu trở thành đô thị văn minh. Sau buổi ra mắt, Hội Nông dân Phường đã chọn mô hình thí điểm tại nhà ông Thái Hồng Việt ở tổ 6 khối Sơn Phô 2 và tặng 30 cây giống mãng cầu và ổi để hộ ông thực hiện cải tạo vườn tạp. Việc hỗ trợ giống cây trồng giúp hội viên nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan khu vực dân cư xanh sạch đẹp. Dịp này, lãnh đạo phương Cẩm Châu cũng đã vận động các dây hội nông dân trên địa bàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Được biết, thời gian qua, hội nông dân thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội cải tạo vườn tạp, vườn hoang và xây dựng vườn mẫu gắn với triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.